chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Vườn Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn là cách trồng sen vào trong chậu. Thì các bạn nhìn thấy Vườn Mai có tất cả là 9 chậu sen, nhưng mà qua mùa đông năm rồi, 2 tuần cuối cùng của mùa đông thì thời tiết đột nhiên trở lạnh và đổ tuyết xuống rất là nhiều, và nhiệt độ dưới 20 mấy độ, nên những cái chậu sen của mình đã bị đông đá. Các bạn nhìn thấy bây giờ những chậu sen của mình nó đã chết và không có lên trở lại các bạn. Mỗi năm thì những chậu sen của mình nó lên trở lại khi mùa xuân đến, nhưng mà năm nay thì các bạn nhìn thấy nó có những cái cọng từ dưới đưa lên và không có cái lá sen nào ngôi lên hết. Thì khi mà trận tuyết 2 tuần đó nhiệt độ xuống dưới 20 mấy độ, thì mình có chạy ra để thăm thì thấy những cái chậu sen của mình nước nó đã trở thành cục nước đá. Vì vậy nên những cái củ sen của mình bị nước đông đá lại và nó đã chết rồi các bạn. Chỉ còn đưa ra những cái cọng sen năm rồi còn lại nè, và nó không có lên. Nên mùa xuân năm nay tất cả sen ở trong vùng mình ở đó, có người bị chết, có người không bị, tại vì người ta có che phủ. Còn của Quỳnh Mai để ngoài trời nên nó đã chết hết. Và các bạn nhìn thấy nước đầy hết nhưng mà không có cọng sen, và những con nhái nó nhảy vào nó đẻ và ra cá nhái nè các bạn. Chậu nào cũng có cá nhái nó lội tung tăng màu đen. Khi mà con này gọi là con nòng nọc, khi mà nó đứt đuôi nó thành con nhái thì nó sẽ nhảy ra khỏi cái chậu sen của mình đó. Các bạn nhìn thấy bây giờ trở thành không phải chậu sen nữa, mà trở thành cái nơi trú ẩn của những con cá nhái các bạn. Chậu nào cũng có cá nhái hết đó. Thì Quỳnh Mai thấy là tất cả công trình của mình mười mấy năm đã ra đi không lời từ biệt, tức là những chậu sen của mình màu hồng rất là đẹp, chậu sen ngàn cánh của mình nó đã chết hết. Nên Quỳnh Mai đi xin người bạn, người ta còn, và bây giờ đã bứng cho mình dài gốc, tức là bông sen bông súng của mình đã bị chết hết. Thì mình người bạn của mình tốt bụng nên cho mình một thùng súng đây các bạn, súng và một thùng cây sen để mình đem về mình trồng đó. Thì cây sen của bạn mình á, bây giờ tới tháng này nó đã cao lên như thế này rồi, và nó đang có bông, đang có nụ các bạn. Đây cái nụ sen đây màu hồng. Cái này là cái giống của mình hồi xưa đó các bạn. Hồi năm rồi mình rực rỡ một vườn sen, mà năm nay không có một cái bông sen nào hết. Chỉ là đưa những cái cùi sen lên màu nâu thôi, rất là tội nghiệp. Nên bây giờ mình mai sẽ trồng súng và sen vào, nhưng mà chắc chỉ được 2 chậu sen và 2 chậu súng thôi các bạn. Tại vì bạn mình cũng cho mình không phải là cho hết 9 chậu cho mình trồng, mà mình phải từ từ ra. Nhưng mà có là tốt rồi các bạn, không có bị mất giống. Thì bây giờ Quỳnh Mai chia sẻ cách trồng sen và súng thì cũng một cách thôi. Thì Quỳnh Mai lấy một cái chậu màu đen ở phía dưới đáy có đục nhiều lỗ, từ 5 tới 6 lỗ các bạn.
rồi Quỳnh Mai bỏ vào trong cái chậu này là đất vườn. Đất vườn không có lộn, không có pha với lại lá cây hay gì, mà chỉ là đất thịt thôi. Rồi Quỳnh Mai bỏ vào trong cái chậu này, trồng sen và súng. Rồi từ đó Quỳnh Mai mới bưng cái chậu nhỏ này bỏ vào trong cái chậu không của mình đó. Cái chậu mình không có đục lỗ để đựng nước. Vậy là mình đã trồng sen với súng bằng kiểu này các bạn. Còn cái cách thứ hai là các bạn có cái chậu không đục la đáy, không đục lỗ đó, thì các bạn bỏ đất vườn vào lên trên cao cỡ chừng một tấc, từ đáy lên trên chừng một tấc, xong rồi các bạn trồng sen với súng vào thì cũng được các bạn. Cái cách này là cách của bạn mình trồng đó, nên bạn mình sen với súng không có bị chết, tại vì củ nó nằm sâu ở dưới cái đáy của cái đáy chậu, nên nó không có bị đông đá mà hư củ các bạn. Nên năm nay Quỳnh Mai cũng chia sẻ với các bạn có hai cách. Cách là trồng trong cái chậu nhỏ rồi bưng vào bỏ vào trong chậu lớn rồi đổ nước vào và trồng nó thì nó lên. Thì cái cách này thì làm cho nước rất là sạch các bạn. Nước nó sẽ trong vắt luôn và nó không có bùn, nó rất là sạch. Nhưng mà có cái khuyết điểm là nếu mà mùa đông á đến mà tới nhiệt độ đông đá đó, thì tất cả nước ở trong cái chậu của mình đông thành nước đá, rồi bao gồm luôn trong cái những củ sen, củ súng mình ở dưới. Một hai ngày thì nó không có sao, nếu mà kéo dài thời gian dài tuần giống như năm rồi á thì củ sen, củ sơ súng nó sẽ bị thối hết các bạn. Đó là cái khuyết điểm của cách trồng thứ nhất của Quỳnh Mai, tức là trồng vào trong cái chậu nhỏ rồi bưng bỏ vào trong cái chậu lớn không đục lỗ. Thì cái cách này làm cho nước sạch sẽ, mà có khuyết điểm là nếu mà nước nó đông đá, tới nhiệt độ đông đá kéo dài chừng một tuần là củ sen, củ súng của mình nó sẽ chết và nó sẽ mềm nhũn ra, giống như trường hợp của Quỳnh Mai đã gặp năm nay. Nên cái cách thứ hai thì các bạn đổ đất vườn vào trực tiếp luôn vô trong cái chậu không đục lỗ, chừng cao lên chừng cỡ một tấc ha, một tấc rưỡi đất vườn, rồi các bạn mới bắt đầu khoét lỗ trồng cây sen với cây súng xuống. Thì cái cách này thì cái củ sen, củ súng đó nó gặp nhiệt độ đông đá, nước nó có đông đá thì cái củ sen, củ súng cũng được bảo vệ bởi cái lớp đất ở phía trong chậu các bạn. Tại vì mình cái cách thứ nhất mình bỏ cái củ sen, củ súng vào trong cái chậu nhỏ này rồi mình bỏ vào chậu lớn, thì chung quanh cái chậu nhỏ này nó là nước, nó là nước các bạn. Còn đất nó nằm ở trong đây, rồi cái củ nó nằm trong đây, nhưng mà ở ngoài nó là nước. Khi nó đông đá lại thì cái nhiệt độ đông đá nó xuống tuốt dưới cái đáy luôn, nên nó làm cho cái củ sen, củ súng của mình nó bị hư. Còn mình mà đổ đất vô trong cái chậu chừng nửa cái chậu thì mình trồng, thì cái củ sen nó nằm ở phía dưới đáy thì nó không có bị nhiệt độ đông đặc, nó không có bị thối củ. Cái đó là Quỳnh Mai rút kinh nghiệm của mình trong năm nay, bị chết hết 9 chậu sen đó các bạn, thêm 2 chậu của súng, nên Quỳnh Mai mới nhận xét như thế. Nhưng mà cái nước ở trong cái chậu mà mình bỏ đất trực tiếp vô đầy hết đó, thì cái nước nó bị đục, nó không có trong bằng cái
cái nước mà mình trồng trong cái chậu khác rồi mình mới bỏ vào trong cái chậu lớn, thì nó có cái nào cũng có cái khuyết điểm. Tức là cái khuyết điểm của cái chậu mà mình bỏ đất trực tiếp vô thì cái nước nó đục, mỗi lần mình châm thêm nước đó các bạn thì cái nước nó quặn lên, nó làm cho đục nước. Còn cái ưu điểm của cái mà mình trồng vào trong chậu nhỏ rồi mình bưng bỏ vào chậu lớn thì cái nước nó trong, mình thêm nước vào nó cũng không có làm đục nước các bạn, tại vì mình thêm nước ở, nó xối ở phía ngoài cái chậu đất nên nó không có bị quậy đất lên, nên không có làm đục nước. Nhưng mà khuyết điểm là khi mùa đông đến đặt đá thì cái củ sen củ súng nó chết. Còn cái kia khuyết điểm là nước đục, mỗi lần châm nước vô thì nước quậy làm cho đục nước cái chậu sen. Nhưng mà có cái ưu điểm là mùa đông như gặp thời tiết đặt đá thì cái cây sen của mình không có bị chết củ các bạn. Thì hôm nay mình mang ra vườn nhờ người bạn cho hai cái thùng sen với súng, thì mình sẽ trồng theo cái cách của mình. Nhưng mà tới nửa năm sau mình sẽ lấy ra rồi mình đổ thêm đất vào để mình trồng theo cách thứ hai, để cho cái củ nó không có bị hư các bạn. Tại vì hiện tại giờ Quỳnh Mai thiếu đất vườn, rồi Quỳnh Mai sẽ đi gom góp cái đất vườn lại để đủ 9 chậu rồi mới trồng theo cái kiểu hai để cho cái củ sen không có chết. Hiện tại thì bây giờ bạn mình cho thì mình trồng vô trong này, mình bỏ vô trong nước để cho nó không bị chết trước, rồi mình sẽ tìm đất rồi mình đổ vào trong cái chậu để mình trồng theo cái cách mà đổ đất vào gần nửa cái chậu rồi mình trồng trực tiếp sen súng vào trong cái chậu đó luôn. Nhưng mà có khuyết điểm là nước nó sẽ đục các bạn, nhưng mà miễn là nó không có bị chết là được rồi. Thì bây giờ Huỳnh Mai sẽ trồng cây bông súng trước, đó là cái chậu này bạn mình cho đó, mình sẽ trồng vào trong hai cái chậu nhỏ này rồi mình thả vào trong cái chậu lớn. Rồi khi nào mình mà có đất rồi mình sẽ trồng theo cái kiểu mà trực tiếp vào trong chậu luôn, bỏ đất trực tiếp vào trong chậu luôn, khỏi cần qua cái chậu đen nhỏ các bạn. Bây giờ tại vì mình thiếu đất nên mình sẽ trồng vô trong cái chậu đen này trước rồi mình bỏ vào trong cái chậu nước. Kiểu này thì rất là vệ sinh các bạn. Thì bây giờ mình sẽ trồng súng rồi mình sẽ trồng sen. Các bạn nhìn xem, chính cái chậu sen mình rất là đẹp mà giờ nó đi đoàn tụ ông bà hết rồi các bạn. Quỳnh Mai đã ráng tìm được đất vườn đổ vào trong mỗi cái chậu là phân nửa đất vườn các bạn. Đó. Đây là Quỳnh Mai trồng theo cái kiểu thứ hai, tức là đổ đất vào trong cái chậu rồi trực tiếp trồng sen vào trong đất và đổ nước vào đó. Thì cái cách này khi mà củ sen lên thì cái củ nó nằm ở dưới, khi mà nằm dưới mặt đất dày cả tấc tấc rưỡi, thì khi mà mùa đông đến nhiệt độ xuống thấp tới độ đông đá thì cái cục nước đá nó nằm phía trên, còn cái củ nó nằm dưới đáy nên không ảnh hưởng gì hết các bạn. Thì hôm nay Quỳnh Mai trồng theo cách của người bạn mình để cho củ sen nó còn sống khi nó qua mùa đông các bạn, chứ không lẽ mình đi sinh hoài thì cũng ngại, nên Quỳnh Mai trồng theo kiểu này là chắc ăn hơn hết. Mình trồng xuống củ sen nó sẽ ở phía dưới đáy của cái chậu, rồi
khi mùa đông đến, nước đầy chậu mà nó có đông đá thì cái củ sen mình cũng không bị ảnh hưởng gì. Tới mùa xuân thì nó sẽ mọc trở lại các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trồng vào trong hai cái chậu này nha các bạn. Tiếp theo là Quỳnh Mai trồng hai bụi sen vào trong cái hai cái chậu không có đục lỗ dưới đáy. Thì các bạn nhìn thấy số đất nằm ở trong chậu là gần nửa chậu đất các bạn. Thì cái cách trồng này là theo kiểu thứ hai, tức là trồng trực tiếp vào trong đất luôn và nửa chậu đất. Như vậy thì bảo đảm là khi mùa đông đến có đông đá thì cái củ sen của Quỳnh Mai sẽ không bị chết nữa, và mùa xuân nó sẽ lên hùng mạnh, không cần phải đi sinh bạn nữa các bạn. Đó, hai chậu mình trồng trực tiếp vào trong đất luôn. Rồi lá Quỳnh Mai sẽ đổ nước ngập lên trên miệng chậu, vậy là xong các bạn. Đó. Rồi khi mà các bạn muốn cho chậu sen mình tươi tốt ra bông thì mình mua cái phân để dành cho những cây ở dưới nước, loại dạng phân đóng các bạn. Thì một chậu vậy các bạn đóng xuống 2 viên thì sen súng nó sẽ tốt và ra bông. Đó. Cách này là bảo đảm có đặt đá thì sen với súng mình cũng không có bị chết nữa, củ sen không bị thối nữa các bạn. Đó, chậu súng mình cũng trồng rồi. Rồi bây giờ Quỳnh Mai sẽ đổ nước vào. Cái đất vườn này nè, ngâm nước lâu ngày trở thành bùn các bạn, nên người ta nói sen rất thích bùn. Thì làm kiểu này của Quỳnh Mai là cái đất vườn nó sẽ biến thành bùn. Đất vườn này là đất ở trong vườn mình, nó không có lộn với sỏi đá với lại rác, không có lá cây, nghĩa là sạch sẽ các bạn. Rồi mình ngâm nước chừng một tuần hai tuần là nó biến thành bùn và nó sẽ nuôi những cây sen của mình. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vào. Quỳnh Mai đã trồng xong hai chậu sen rồi nè các bạn. Đó. Thì cái nước của nó các bạn nhìn thấy đục hơn, tại vì mình mới chế nước vô nên nó chưa có lóng xuống. Nhưng mà mỗi lần mà mình chế nước vô thì nó bị đục như vậy, tại vì đất của nó bị xói lên. Còn nếu mà trồng trong chậu rồi để cái chậu đó vào trong chậu không lỗ này thì khi mà châm nước vào thì nước nó trong các bạn. Nhưng mà mỗi cách đều có ưu và khuyết điểm, nhưng mà Quỳnh Mai thì chọn cách này để không cần phải đi sinh sen nữa các bạn. Đó, thì cái hôm nay Quỳnh Mai ra vườn chia sẻ với các bạn cách trồng sen sao cho nó không có bị thối củ, không bị chết khi mà mùa xuân tới. Nếu mà gặp mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ dưới 0 độ, nước đông đá thì củ sen mình cũng không có bị thối hư, tại vì nó nằm ở dưới lớp đất, được bảo vệ dưới lớp đất dày cỡ nửa chậu các bạn, nên khi mùa xuân đến thì củ sen nó sẽ mọc trở lại. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Mình Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ, like để Mình Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.